Rồi, hello anh em nha. Nay mình lên cho anh em full bộ nồng sâm KFL. Trái 54 đầu cao ha. Tình trạng là nồng này là nồng sâm dài 78. Lòng lỗ bê tông 54 nha, full một bộ đầy đủ hết nha anh em. Đó, lòng này lòng quay, lòng phơm cánh gió quay. Lòng số 108 nha, sâm KFL. Thì cái lòng này mình bán cho anh em giá full bộ đầy đủ hết là chỉ có 500 thôi nha anh em. Bao gồm là nồng nè. Nồng cánh gió quay sâm Racing số 108, dài 78 ha, lỗ 54. Đó, lòng này xài chất lượng ok, giá thành thì rẻ lắm. Đi kèm nó là một bộ bích tông sâm Racing giả nén đầu cao, mẫu bích tông phơm giống bích tông phim FCN 54 nha anh em. Đó, nhưng mà này là trái sâm nha. Bộ bàn ác phe gài bích tông và một miếng ron chân lòng, miếng lobitat ha. Đó, phun bộ nồng này là mình bán cho anh em giá là chỉ có 500 ngàn một bộ thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Nồng sum racing số 108 KFL.